Một người đàn ông có tên là Andrew Wood, 40 tuổi, đến từ Manchester của Anh, xuất hiện trong một bộ phim tài liệu có tên Người đàn ông không của quý do TLC ghi lại. Bộ phim khiến bạn không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên vì sự tài tình của anh chàng này. Dù không có cậu nhỏ nhưng Andrew vẫn qua đêm với hơn 100 phụ nữ. Một con số quá là thần kỳ. Phương Anh nghĩ rằng một chàng trai có cái ấy hoàn toàn bình thường cũng khó làm được kỳ tích giống như anh chàng này. Mời các bạn cùng khám phá những bí quyết của chàng trai này để có thể giấu bí mật của bản thân với các tình cũ như thế nào nhé. Khi chào đời thì Wood đã mắc phải tình trạng bẩm sinh hiếm gặp có tên là lộn bàng quang, khiến cho bộ phận bàng quang của anh chàng phát triển bên ngoài cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành sửa lại dị tật này, nhưng rất không may là Wood vẫn không có được bộ phận sinh dục. 3 năm trước, Wood gặp Fedra, 24 tuổi, người Hungary, khi đi tham gia một trại hè. Cả hai đem lòng yêu nhau, nhưng do ở xa nên cũng không tránh được chuyện quan hệ tình dục. Lúc về sống chung, Wood nói rằng anh có một con microchip trong thận, vì thế để tránh nhiễm trùng, cần tránh tiếp xúc các khu vực gần đó. Fedra đã đồng ý và tiếp tục duy trì mối tình với Wood trong 1 năm mà không hề có sex. Mọi chuyện chỉ bị phát hiện sau khi Fedra biết về tình trạng của người yêu qua một tờ báo. Sau 40 năm nói dối, cuối cùng thì Wood đã tiết lộ về cơ thể mình, nhưng không phải bằng cách ngồi bên bạn gái để trò chuyện một cách nghiêm túc, mà chia sẻ trên một tờ báo lá cải và talk show truyền hình. Cô gái trẻ đã rất sốc và tức giận khi biết chuyện này. Wood cũng đã giải thích lý do của mình trong talk show rằng: "Trước đây tôi chỉ kể với họ 20% sự thật. Thật khó để giải thích điều này với người yêu hiện tại. Có lần tôi bị một cô gái đấm thẳng vào mặt. Tôi nghĩ cô ấy có cảm giác bị tôi lừa dối, nhưng đây không phải là điều mà bạn có thể nói thẳng ra." Có một thông tin khá là thú vị được bạn bè của Wood cho hay là anh chàng này rất giỏi trong việc tán gái và có rất nhiều mối tình một đêm. Anh nói rằng, "Tôi biết cách chiều chuộng phụ nữ, biết cách gây ấn tượng tốt với họ. Tôi cũng tự tin lúc lên giường, vì thế tôi có thể làm họ thỏa mãn mà không cần phải đến gần tôi." Ngoài việc không để các cô gái tiếp xúc quá gần, Wood còn lạm dụng các loại thuốc bao gồm thuốc lắc, kích thích thần kinh và thuốc gây ảo giác như một cái cớ để không phải yêu lúc qua đêm với các cô gái. Nhưng có thông tin vô cùng quý giá cho Wood mới đây là một bác sĩ có thể tạo của quý cho Wood bằng cách tiến hành 4 ca phẫu thuật trong vòng 2 năm giúp anh sinh hoạt như một người bình thường. Và điều tuyệt vời hơn nữa là sau một thời gian giấu giếm thì Wood cuối cùng cũng đã mở lòng, thú nhận với Fedra. Hiện tại cô bạn gái đã đồng ý quay trở lại và vẫn ở bên cạnh, và sẽ cùng anh trải qua các cuộc phẫu thuật sắp tới và giúp anh phục hồi.